Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền theo đường máu do virus viêm não Nhật Bản B gây ra. Bệnh lây truyền từ động vật sang người qua vết mũi đốt. Tất cả mọi người mọi lứa tuổi nếu chưa có miễn dịch với virus viêm não Nhật Bản đều có thể mắc bệnh, nhưng thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi với tỷ lệ trên 90%, trong đó đa số là trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Hiện nay, bệnh viêm não Nhật Bản vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể để lại nhiều di chứng thần kinh, trường hợp nặng có thể tử vong. Cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế nếu sốt cao từ 39 đến 40 độ hoặc có các dấu hiệu như đau đầu, nôn, cứng gáy, rối loạn ý thức. Để phòng chống bệnh viêm não Nhật Bản, Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện tốt vệ sinh môi trường, nhà ở thông thoáng sạch sẽ nên dời chuồng gia súc xa nơi ở, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ để hạn chế nơi trú đậu của mũi và loại bỏ các ổ bọ gậy lăng quăng. Ngủ mùng kể cả ban ngày, thường xuyên sử dụng các biện pháp xua diệt mũi trong các hộ gia đình, không cho trẻ em chơi gần chuồng gia súc để phòng mũi đốt. Tiêm vaccine viêm não Nhật Bản đầy đủ và đúng lịch là biện pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất. Tiêm chủng với 3 liều cơ bản. Mũi 1, tiêm càng sớm càng tốt ngay sau khi trẻ đủ 1 tuổi, Mũi 2 sau mũi 1 từ 1 đến 2 tuần. Mũi 3 sau mũi 2 1 năm. Sau đó cứ đến 3 4 năm tiêm nhắc lại một lần cho trẻ khi trẻ qua 15 tuổi. Hãy cho trẻ tiêm vaccine càng sớm càng tốt để phòng bệnh viêm não Nhật Bản.